chào các bạn đến với nhận định trận đấu giữa chung kết cúp FA giữa đội Chelsea và Leicester City và diễn ra vào tối đêm nay ngày 15 tháng 5 vào lúc 23 giờ 15 phút. Thì đây là một trận đấu vô cùng quan trọng đối với Chelsea bởi đây là chiếc cúp đầu tiên. Thì về mặt phong độ thì đội Chelsea hiện nay là phong độ rất cao. Và theo nhận định của các nhà cái thì đội Chelsea sẽ chấp đội Leicester City là nửa trái, kèo tài xỉu là 2 trái 1/4. Trong 5 trận đối đầu gần đây nhất thì kết quả là hai đội là mỗi đội thắng 1 trận và 3 trận hòa. Về đội hình thi đấu của hai đội vào tối đêm nay thì lực lượng thì Chelsea vắng Kovacic do chấn thương và Pulisic đau nhẹ. Trong khi đó thì Leicester City sẽ không có Justin, Barnett, Udogie, Morgan chấn thương. Thì đội hình dự kiến của hai đội như sau. Thì đội Chelsea trong khung thành sẽ là Kepa, Christensen, Abelikueta, Rüdiger, Juninho, Kante, Chilwell, Mason Mount, Havertz và Werner. Trong khi đó thì đội hình của Leicester City sẽ là thủ môn Maichen, Fofana, Evan, Ferreira, Sojonku, Katara, Tillerman, Didi, Manison, Verdi và Ihenacho. Thì link truyền hình trực tiếp của trận đấu mình để ở phần mô tả, thì các bạn cứ bấm vào đó để xem trực tiếp trận đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Chúc các bạn có buổi tối xem bóng đá thật là thú vị.